chương trình 24 giờ chuyển động. mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, tháng 2 luôn là tháng được những cặp tình nhân chờ đợi nhất bởi tháng 2 có một ngày đặc biệt dành cho những mảnh ghép yêu thương cho những lứa đôi có cơ hội thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho một nửa của mình. Đó chính là Valentine's Day, ngày lễ tình nhân. Còn anh Nhật Tân thì suy nghĩ như thế nào về ngày hôm nay ạ? À? À, vâng ạ, à, thưa quý vị, ngày lễ tình nhân từ lâu đã trở thành một ngày lễ quan trọng và đặc biệt là đối với các đôi tình nhân. Đó là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Vì vậy mà chúng ta hãy dành cho người mà ta yêu thương nhất những điều bất ngờ và thú vị trong dịp đặc biệt như thế này. Có như thế thì cuộc sống của chúng ta mới tràn ngập những nụ cười và hạnh phúc phải không thưa quý vị? Và chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay sẽ dành thời lượng cho ngày lễ đặc biệt của các cặp đôi này với các nội dung đặc biệt Trước hết thì như thường lệ, mời quý thính giả cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiền Giang, công an nổ súng triệt phá trường gà quy mô lớn. Nóng trên mặt báo, sau khi cưới, Valentine còn hay sẽ mất đi. Sinh viên tranh thủ hái ra tiền dịp Valentine. Bông hoa thép khổng lồ nặng 18 tấn, cao 23 mét. và bây giờ là nội dung chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền quy mô hàng trăm con bạc ở xã Tân Bình, huyện Gò Công Tây. Theo cơ quan công an, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phòng trinh sát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ ập vào phần đất phía sau nhà ông Trần Thanh Bình, ngụ cùng địa chỉ, phát hiện có trên 200 người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền nên nổ súng khống chế. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 41 người, 44 điện thoại di động các loại, 8 con gà trên sới bạc, 18 con gà đang ướp bội, một cân điện tử, một tấm kính chắn gà, 132 cụ băng keo đã qua sử dụng, 80 xe máy các loại và thu giữ gần 600 triệu đồng. Qua làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Mười, ngụ thị xã Gò Công khai nhận, trường gà trên do hai người tên Giác và Dế làm chủ trường đồng thời đã đá được 3 cặp với số tiền lần lượt mỗi cặp là 10 triệu đồng, 15 triệu đồng và 20 triệu đồng. Theo cảnh sát, khi ập vào triệt phá trường gà, xung quanh là sông và ruộng lúa, và địa bàn rộng lớn giáp ranh giữa hai huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Các con bạc gửi xe máy nhiều điểm nhà dân khác nhau của hai huyện, tuy nhiên đều bị cảnh sát tạm giữ. Ngoài ra, trường gà trên chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống. Xử lý nhiều xe khách nhồi nhét khi đi qua thành phố Đà Nẵng, Thưa quý thính giả, chiếc xe khách chạy tuyến Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều hành khách không có ghế nằm, phải nằm dọc lối đi trên xe khách. Dù chiếc xe chỉ chở được 40 người, nhưng lại được nhờ nhét đến 48 khách, khiến các lực lượng chức năng phải ra quân xử lý. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện vụ việc này tại km 30-160 đến 160 đường tránh Túy Loan, phía nam hầm đường Bộ Hải Vân tài xế xe khách mang biển kiểm soát 36B 03251 khai nhận dù xe đã kín khách nhưng vẫn bắt khách dọc quốc lộ 1. Khách lên xe sau phải nằm dọc lối đi trên xe. Tuy tình trạng vận tải hành khách sau Tết nhâm dần năm 2022 không cao điểm như mọi năm nhưng tình trạng nhồi nhét khách vẫn xảy ra. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng cho biết những ngày cao điểm sau tết, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ đã xử lý hơn 20 xe khách chở quá số người quy định. Chủ yếu, các xe khách nhồi nhét là xe giường nằm, nhà xe tận dụng các lối đi, sàn xe để bố trí thêm khách. Các lỗi vi phạm chủ yếu xe chỉ 40 đến 45 chỗ, nhưng nhồi nhét thêm khách đến trên 50 người. Đối với các xe chở hành khách vào miền Nam sau Tết nhâm dần năm 2022 chở quá số người, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt, buộc nhà xe phải bố trí phương tiện khác chở các hành khách vô dư. Chuyên mục Nóng trên mặt báo Thưa quý thính giả, tiếp tục chủ đề về ngày 14 tháng 2, chuyên mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay xin bàn về ngày lễ mà bất kỳ ai, bất kỳ cặp đôi nào trên thế giới này đã đang và sẽ trải qua sự rung động của con tim vì một nửa kia của mình cũng đều biết đến. Tuy nhiên, một câu hỏi được không ít người đặt ra suốt nhiều năm qua đó là sau đám cưới, liệu Valentine sẽ còn hay mất đi? Vâng thưa quý vị, để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của Ngự Bình vừa rồi thì Nhật Tân xin được chia sẻ những câu chuyện liên quan được kể lại trong một bài viết được đăng tải trên báo điện tử VN Address. Thưa quý vị, 10 năm kết hôn, chị Mai chỉ nhận được quà Valentine của chồng một lần vào năm đầu tiên. Những năm sau, chị chỉ nhận được sự khó chịu của chồng nếu gợi ý. Chị nhớ như in ngày 14 tháng 2 năm ngoái, con gái 9 tuổi thắc mắc tại sao cô Lan hàng sớm được tặng hoa, còn mẹ thì không. Từ lâu tôi không còn cảm nhận tình yêu của chồng. Cuộc hôn nhân này đã tê liệt từ lâu. Nó chỉ được duy trì vì hai đứa con. Chị Thanh Mai ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ như vậy. Chị Mai là nhân viên văn phòng, ngày đi làm, tối lo con cái cơm nước. Chồng của chị Mai là giám đốc doanh nghiệp, đi sớm về muộn. Giờ giấc khác biệt, có những ngày họ chẳng chạm mặt nhau. Bởi vậy, những ngày như 14 tháng 2, chị Mai rất trông chờ để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Trước đây, chị Mai cũng gợi ý khéo khi kể bạn bè, đồng nghiệp được chồng tặng hoa và sô-cô-la. Nhưng chồng chị chỉ nhăn mặt bảo, vẽ chuyện, lấy nhau rồi, cần lãng mạn gì nữa. Nghe xong, người vợ im bặt nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau 4 năm, chẳng khi nào anh quên quà và hoa vào những ngày này. Chị Mai thở dài và nói, anh ấy đã thay đổi quá nhiều. Valentine của tôi đã biến mất ngay sau đám cưới. Còn chị Phương Nga, sống tại Mỹ Đình, Hà Nội cũng thừa nhận, 365 ngày trong năm y chang như nhau, trừ ngày Tết. Hồi mới cưới, vào ngày lễ tình nhân, chồng cô cũng mua hoa nhưng bị vợ phàn nàn, đắt đỏ, lãng phí, rồi quy ra biểm sữa cho con. Thấy thái độ gạo tiền của vợ, anh chồng chán, dần dần ngó lơ những ngày lễ. Mấy hôm nay, đi làm qua các hàng hoa, Nga bỗng thấy tuổi thật. Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, khi cuộc sống hôn nhân bị phủ bóng bằng gạo, dầu, mắm muối, sự lãng mạn dường như trở thành một thứ xa xỉ. Dù vậy, vợ chồng vẫn cần thể hiện tình yêu. 14 tháng 2 chính là dịp hâm nóng tình yêu, nhắc chúng ta tạm bỏ công việc để chạm vào nhau nói lời yêu thương, nhắc cho nhau về tình yêu của mình, ông Tú chia sẻ. Theo nhà văn, ngày lễ này giống như một hồi chuông báo thức. Nếu như chuông vang lên mà người chồng vẫn quên mất vợ mình, người vợ vẫn thui thủi một mình thì hôn nhân đó đã chết lâm sàng. Theo khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến WNS tiến hành vào năm 2012, với 2.000 người tại một số thành phố lớn ở Việt Nam cho thấy, có 39% cho rằng ngày lễ Valentine có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chỉ 17% người khảo sát coi ngày lễ Valentine chỉ đơn thuần là theo trào lưu, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Lý do quan trọng nhất thúc đẩy mọi người mong đợi ngày lễ Valentine chính là vì có cơ hội hâm nóng tình cảm, tương ứng 33% sự lựa chọn. Đứng đầu trong những món quà mong muốn được tặng nhất trong dịp lễ Valentine chính là một nụ hôn ngọt ngào, chiếm 58%. Sau đó mới đến nước hoa, quần áo, chuyến du lịch hai người. Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, trải nghiệm và cảm nhận về cuộc sống hôn nhân của người này không thể áp dụng cho người khác. Không phải ai cũng thích hoa hồng, đều cần làm là tìm ra con đường hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc trong hôn nhân luôn có điểm chung, đó là sự quan tâm và thấu hiểu. Quan tâm không phải bằng lời nói suông, cũng không phải là thứ trừu tượng mà rất rõ ràng, sự ưu tiên. Người chồng nghĩ tới vợ đầu tiên trong danh sách ưu tiên của họ như bỏ điện thoại xuống khi nghe tiếng vợ thở dài hay xếp lịch ưu tiên cho vợ trước những việc khác nếu như không quá cấp thiết. Ưu tiên cả khi vợ chưa nói ra là để tâm đến vợ mình nhiều hơn, đừng hân thua với vợ, đừng tranh thắng với vợ. 14 tháng 2 xét cho cùng cũng là dịp để chúng ta nhắc nhau rằng anh trân trọng em, anh trân trọng cuộc hôn nhân này thay cho lời cảm ơn vì đã có mặt bên nhau. Nhà văn Hoàng Anh Tú khẳng định như vậy. Nếu người vợ làm nội trợ vào ngày lễ tình nhân, người chồng chỉ cần chủ động nấu ăn và nói với vợ anh cảm ơn em vì tất cả. Trái tim cô ấy hẳn sẽ rất ấm áp. Hoặc như người chồng bận rộn với công việc luôn trở về nhà khi đã tối muộn. Ngày 14 tháng 2, vợ hãy chuẩn bị bữa tối và nói với chồng, dù anh về muộn thế nào em cũng sẽ đợi chắc chắn họ sẽ ngập tràn hạnh phúc vâng ạ à, chỉ cần hành động từ trái tim dù những điều vụn vặt cũng thể hiện được hơi thở của tình yêu tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh phân viện học viện quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ như vậy theo tiến sĩ với những cặp kết hôn đã lâu sự quan tâm không thể hiện dựa trên giá trị quà tặng điều quan trọng là tình cảm chân thành của người tặng nếu valentine được chồng tặng quà những ngày còn lại không quan tâm tới vợ con người vợ cũng chẳng thể hạnh phúc Thứ giá trị nhất mà vợ chồng có thể tặng cho nhau chính là sự chia sẻ, cảm thông, kéo đối phương vào cuộc đời của mình. Thưa quý vị, hôn nhân càng dài không đồng nghĩa với việc tình yêu được bảo chứng bền vững. Hôn nhân càng lâu năm, càng cần đậm đà để không bạc màu đi. Thứ khiến cho hôn nhân đậm đà chính là việc vợ chồng không quên chất củi, hầm nóng, chăm bẩm và làm mới nó. Ngày 14 tháng 2 là một trong những thời điểm tốt để thực hiện điều đó. Vậy thì quý thính giả thân mến, hãy tranh thủ ngày này cùng chất củi lên, hâm nóng và làm mới lại tình yêu, cuộc sống hôn nhân của mình quý thính giả nhé. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta hãy làm sao để 365 ngày mỗi năm cùng chung sống của các đôi vợ chồng sẽ luôn là 365 ngày Valentine. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý thính giả, do tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát, người dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Độ bao phủ mũi 3 đang được thực hiện. Chính vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản cho phép học sinh mầm non, tiểu học và khối lớp 6 tại thành phố Hồ Chí Minh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14 tháng 2 trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh theo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán 2022, ký từ ngày 24 tháng 1 nêu rõ cho phép trẻ em thuộc khối mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học tập trực tiếp từ ngày 14 tháng 2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh. Việc học sinh chưa đến trường học trực tiếp suốt hơn 8 tháng qua khiến nhiều gia đình vì thế gặp nhiều khó khăn khi vừa phải đi làm vừa phải trông con. Ở nhà quá lâu cũng khiến học sinh gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Mặt khác, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông đổi mới với học sinh lớp 1 và lớp 2 và lớp 6. Các em cần được trở lại trường học sớm để không bị khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong ngày 14 tháng 2, nhiều trường đại học cũng chính thức đón sinh viên trở lại trường học tập sau thời gian dài học trực tuyến. Đến nay, các trường đã sẵn sàng xây dựng phương án chi tiết nhằm ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Trong tiết trời giá lạnh, nhưng cán bộ nhân viên Đoàn Thanh niên trường đại học giao thông vận tải vẫn hào hứng quét dọn, lau chùi, khử khuẩn mọi phòng học, khu giảng đường. Sau nhiều tháng phối bụi, những khu giảng đường này sắp được trở lại chức năng vốn có. Nhà trường đã chia các giai đoạn để đón sinh viên lên học tập. Cụ thể, giai đoạn đầu khoảng 6.000 sinh viên, chủ yếu là những sinh viên cần thực tập, thực hành và những tân sinh viên lần đầu đến giảng đường đại học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết. nhà trường cũng đã phải ra soát, khảo sát, đánh giá những bạn sinh viên nào đã tiêm vaccine và chưa tiêm vaccine. Cái vấn đề thứ hai là trong quá trình suốt quá trình học tập thì các bạn vẫn phải thực hiện theo cái 5K. Đặc biệt trạm y tế của trường được tập huấn kỹ càng, sẵn sàng về nhân lực, có phòng cách ly riêng, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế trong trường hợp có sinh viên, giảng viên trở thành F0. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng trạm y tế trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết: Nếu như F0 đang học trên lớp thì chúng tôi cũng sẽ đưa về phòng cách ly tạm thời là cái phòng này. Sau đó là chúng tôi sẽ báo với lại ban chỉ đạo của trường cũng như ban chỉ đạo của phường sở tại là đây là phường Láng Thượng để cùng phối hợp cùng phối hợp điều tra và xử lý các cái trường hợp mà F0. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% đại học cao đẳng trên cả nước đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để địa phương coi sinh viên như cư dân của mình. Từ đó, cùng với nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên, nhất là xử lý một số tình huống lây nhiễm Covid-19 nếu có. Quý khán giả thân mến, Valentine Day, ngày lễ tình nhân không chỉ là ngày để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm, mà còn là ngày hái ra tiền của nhiều sinh viên nhờ kinh doanh quà tặng, hoa hồng và sô-cô-la. Chính vì lẽ đó mà cứ khoảng ngày 13 đến 14 tháng 2, nhiều sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh lại tất bật chuẩn bị các mặt hàng lưu niệm, hoa và sô-cô-la để tranh thủ kiếm thêm thu nhập trong dịp lễ này. Đây là năm thứ ba bạn Trần Việt Linh, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ Tinh học Thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh mặt hàng lưu niệm trong lễ tình nhân. Hàng năm, em và nhóm bạn của mình chọn kinh doanh trong dịp lễ tình nhân là các quà tặng được mua từ chợ lớn gồm hoa sáp, thú nhồi bông. Được biết, những năm trước, nhóm của Linh đã kiếm một khoản lời lớn từ việc bán hoa dịp này. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, lo sợ lượng mua giảm nên các em chỉ dám nhập hàng bằng một nửa năm ngoái. Trần Việt Linh, sinh viên trường đại học ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Những ngày Valentine này thì em muốn chuẩn bị một một số hoa cũng như để cho mọi người có thêm sự lựa chọn tặng quà cho nhau vào ngày Valentine, rồi cũng như là kiếm thêm thu nhập cho bản thân em". Dạo quanh một vòng các tuyến đường nội thành, đầu đầu cũng thấy các điểm bày bán hoa và quà tặng made in sinh viên. Giá hoa cho ngày 14 tháng 2 năm nay do các sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh bán cũng khá phải chăng. Cụ thể như giá bán lẻ mỗi bông hoa khoảng 15 đến 20.000 đồng và 150.000 đồng đến 200.000 đồng một bó, tùy kiểu bó và số lượng hoa. Theo lý giải của đa số sinh viên thì đây là cơ hội tiện cả đôi đường vì vừa được cọ sát, thử năng lực, trao dồi kinh nghiệm kinh doanh, vừa có thêm thu nhập để trang trải. Trang CNN mới đây đã lên danh sách hơn 10 điểm đến lãng mạn trên thế giới, phù hợp cho các cặp đôi dành thời gian nghỉ dưỡng mùa Valentine's, trong đó có phố cổ Hội An, Việt Nam. CNN giới thiệu điểm du lịch này từng là một trong những thương cảng phồn vinh và sầm uất nhất khu vực Đông Nam Á suốt nhiều thế kỷ trước. Phố cổ Hội An cũng là một cái nôi văn hóa lịch sử với nét đẹp cổ kính và thơ mộng không thể từ chối. Phố cổ Hội An vẫn gìn giữ được gần như nguyên vẹn hơn 1.000 di tích kiến trúc với những ngôi đền phủ xá, nhà cửa hàng quán, nhẹ nhàng phủ yên bên lề những kênh đào hiền hòa. Rảo bước vào chiều hoàng hôn len lỏi qua các con phố, lớp lớp nhà cổ rêu phong và treo đầy đèn lồng, hoặc trải nghiệm ngồi thuyền gỗ, thả hồn theo dòng nước trên sông Hoài, hứa hẹn sẽ là một điểm đến hẹn hò lý tưởng, tràn ngập yêu thương cho các cặp đôi nhân ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý thính giả, những năm gần đây, khu vực dọc sông Tiền, đoạn thuộc địa phận xã Tân Mỹ và Mỹ An Hương B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 1,5 km. Việc sạt lở gây nguy cơ hư hỏng tỉnh lộ DT848, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh. Ông Phan Hoàng Dinh sống cạnh sông Tiền rất lo lắng vì tình hình sạt lở diễn ra phức tạp hơn và nhanh hơn. Trên 200 mét vuông đất của ông đã sụp xuống sông và hiện tại phía sau ngôi nhà của ông đã tiếp giáp với nước sông Tiền. Ông Dinh tốn hơn 200 triệu đồng để sửa nhà và gia cố lại nền với hy vọng cầm cự được với sạt lở. Cũng như ông Dinh, ông Trần Văn Dân, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, lo sợ ngôi nhà của mình sẽ bị đổ sập xuống sông vì sạt lở đã tấn công tới sát nhà ông. Dù biết là ở ngay khu vực sạt lở nguy hiểm cao, nhưng gia đình ông chưa thể di dời vì chưa có nơi ở mới và không có tiền xây dựng lại nhà theo Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò, nằm trong vành đai sạt lở thuộc khu vực đoạn xã Tân Mỹ và Mỹ An Hưng B có khoảng 500 hộ dân và 20 cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhiều điểm sạt lở chỉ còn cách tỉnh lộ DT 848 hơn 10 mét. Trong khi đó, đây là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch nối tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Thời gian qua, do tác động của dòng chảy, đã có hàng chục ngôi nhà sụp lở xuống sông. Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Tiền thuộc khu vực xã Tân Mỹ và Mỹ An Hương B với kinh phí dự kiến 350 tỷ đồng. Thưa quý thính giả, công ty cổ phần MGA Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, An Giang đã tổ chức lễ khánh thành hệ thống cáp treo núi Sam sau gần 6 năm đầu tư xây dựng và vận hành thử nghiệm vào chiều tối ngày 12 tháng 2 vừa qua. Cáp treo núi Sam có tổng chiều dài 900 m với 37 cabin, có sức chứa 8 người trên một cabin, được vận hành liên tục 24 trên 24 để đáp ứng nhu cầu du khách đến tham quan, cúng viếng tại khu du lịch quốc gia núi Sam. Đây là hệ thống cáp treo hiện đại được nhà cung cấp cáp treo hàng đầu thế giới là công ty Doppelmay cộng hòa áo lắp đặt. Việc đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh núi Sam để ngắm toàn cảnh khu du lịch quốc gia núi Sam và thành phố Châu Đốc mà còn góp phần giảm tình trạng quá tải du khách cho khu du lịch quốc gia núi Sam khi đến tham quan, cúng viếng miếu bà chúa sứ núi Sam. Tuy chỉ cao 280m so với mặt nước biển, nhưng núi Sam được xem là trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Với những danh thắng đã đi vào lòng người như miếu bà chúa sứ núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An Tự, Chùa Phật Thầy, Phước Điền Tự, Chùa Hang được biết trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 đến nay, mỗi ngày khu du lịch cấp treo núi Sam đón từ 5.000 đến 7.000 khách đi cấp treo tham quan, thưởng ngoạn và cúng viếng ở đỉnh núi Sam. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới gây chú ý. Thưa quý vị, một cặp vợ chồng ở nước Mỹ trong lúc đang cải tạo một tòa nhà 115 tuổi thì tình cờ phát hiện ra hai bức tranh ẩn bên trong tường. Mỗi bức tranh dài 18 mét. Sự việc kỳ thú này đã thu hút truyền thông Mỹ trong thời gian gần đây. Cặp vợ chồng Nick và Lisa Thiem đã mua tòa nhà ở thành phố Okanagan vào cuối năm 2021. Mới đây họ tiến hành cải tạo với mục đích biến tòa nhà lịch sử thành một quán bar lớn bất ngờ xảy ra ngay khi phá dở trong những bức tường đầu tiên và phát hiện ra bức tranh dài 18 m cao 6 m ẩn giấu bên trong. Bức tranh tồn tại suốt thời gian qua, nhà cũng thay đổi nhiều chủ nhưng chưa ai khám phá ra. Thế nhưng, sau khi dở bức tường đối diện, họ đã tìm thấy bức tranh khổng lồ thứ hai. Nít sau đó đã gỡ xuống toàn bộ bức tranh để đem đi phục hồi, tân trang lại một cách thận trọng. Bức tranh tường sẽ là trung tâm của quán và những không gian khác sẽ được lấp đầy bằng các vật phẩm lịch sử. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến Argentina để khám phá một bông hoa khổng lồ làm từ thép và nhôm nặng 18 tấn, cao 23 mét, là điểm nhấn đẹp mắt tại công viên ở thành phố Bruno Arias, thủ đô của Argentina. Bông hoa khổng lồ có tên gọi là Floralis generica, nằm ở trung tâm của một công viên rộng lớn và được đặt bên trên một hồ nước. Ngoài việc hoàn thành chức năng thẩm mỹ, hồ nước còn có tác dụng bảo vệ bông hoa này, Bông hoa sáu cánh làm bằng thép không gỉ với khung nhôm và bê tông cốt thép nặng 18 tấn và cao 23 mét. Một trong những đặc điểm nổi bật của hoa là có hệ thống điện tự động đóng mở các cánh hoa tùy theo thời điểm trong ngày. Vào ban đêm, bông hoa khép lại, phát ra ánh sáng đỏ từ bên trong và bông hoa nở ra vào 8 giờ sáng hôm sau. Bông hoa cũng khép lại nếu như có gió thổi mạnh. Bông hoa Floralis generica là sự tổng hợp của tất cả các loài hoa và đồng thời là niềm hy vọng tái sinh mỗi ngày liên tục chương trình cà phê không đường mất tiền oan vì chi trả thay lỗi phạt nguội khánh hòa thoát tim cảnh học sinh chạy trên đập tràn để đến trường chuyện ngày mới chợ lá nơi hồn quê neo đậu chuyên mục cà phê không đường thưa quý thính giả và các bạn phạt nguội là hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp trên các tuyến đường các nút giao thông tuy nhiên trên thực tế hoạt động này cũng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười bởi người điều khiển phương tiện vi phạm chưa chắc đã phải là chủ phương tiện thế nhưng thực tế là nhiều đơn vị cho thuê xe tự lái đã phải tự mình chi trả các khoản nợ vi phạm giao thông mà không phải do mình gây ra phản ánh sau đây sẽ làm rõ câu chuyện này mời quý thính giả cùng theo dõi sau thời gian tết nguyên đáng nhiều đơn vị cho thuê xe tự lái dở khóc dở cười khi nhận được thông báo xe dính phạt nguội ông tuyến một chủ doanh nghiệp có nhiều năm cho thuê xe tự lái trên phố dương đình nghệ quận cầu giấy thành phố hà nội cho biết phần lớn số xe của doanh nghiệp này cho khách thuê tự lái đã bị dính lỗi phạt nguội khi khách thuê trả xe thì không phát hiện bất cứ vi phạm nào thế nhưng sau hơn một tháng thì chủ doanh nghiệp mới nhận được thông báo xe bị dính lỗi phạt nguội Ông Phan Ngọc Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Yến Nhi nói. Bây giờ ra Tết là bị hai cái phật nguội. Nhưng lúc mà đi phật nguội cũng từ trước tới nay là thì xe là toàn chủ xe là phải đi đóng tiền. Đấy, rồi phật nguội còn về cái vấn đề giữ giữ bằng thì bằng là của mình một cái công ty có 5 người có bằng thì đã, 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 bị xử lý hết rồi cầm giữ công an giữ hết rồi bây giờ cũng không, không biết là như con này chẳng hạn cái này hiện tại bây giờ là Hà Nội nhưng mà chưa có bằng để xử lý. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp cho thuê xe tự lái. Trên các nhóm diễn đàn thường xuyên xuất hiện các thông tin cảnh báo về tình trạng này. Vậy nhưng các chủ doanh nghiệp thì vẫn phải chịu mất tiền nộp phạt các lỗi vi phạm về giao thông mà không phải do mình gây ra. Luật sư Diệp Năng Bình, giám đốc công ty luật Tinh Thông Luật chia sẻ. Đối với những loại xe cho thuê tự lái thì quyền và nghĩa vụ của hai bên từ ngày nào đến ngày nào thì người thuê xe phải chịu trách nhiệm điều khoản này phải nêu rõ trong cái hợp đồng trong thời hạn mà khách hàng trả xe người cho thuê xe còn giữ một cái khoản cọc tại thời điểm như mà tôi vừa nêu và sau đó sẽ trả lại cho khách thời điểm này thì chủ sở hữu phải kiểm tra trên cái hệ thống hành chính để kiểm tra trên cái lộ trình mà người thuê xe đi có bị phạt hay là không Thời gian gần đây, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mật độ phương tiện giao thông tham gia tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành không đông, thế nhưng ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông chưa cao. Tại Hà Nội, chỉ tính riêng 9 ngày Tết đã có 210 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ được ghi nhận qua hệ thống camera giao thông. Đại úy Trần Đình Hoàng, đội chỉ huy giao thông và tín hiệu đèn giao thông Công an Hà Nội cho biết, ý thức chấp hành luật lệ uh, giao thông của một số người dân rất là kém hành vi vi phạm nổi bật là đi sai làn đường hoặc là không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông và thông qua cái hệ thống quan sát camera thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành luật giao thông. Việc áp dụng xử phạt nguội các hành vi vi phạm luật giao thông qua hệ thống camera đã được nhiều địa phương thực hiện có hiệu quả. Từ thực tế vừa qua, các doanh nghiệp cho thuê xe ô tô tự lái cần nghiên cứu tính toán cách thức cho thuê xe hợp lý để không bị mất tiền oan do khách thuê vi phạm luật giao thông. Hơn hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật để mỗi khi ra đường được an toàn hơn và đặc biệt là không phải mất tiền do các lỗi vi phạm mình gây ra. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Vào chiều ngày 13 tháng 2, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương vừa nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra tại một kho phế liệu trên địa bàn phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày tại kho chứa vải rộng khoảng 900 m2 của công ty cổ phần MT Công nghệ mới tại khu phố 3, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội do chủ yếu kho chứa các chất dễ cháy nên những người xung quanh đều chữa cháy bất thành nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy thị xã tân uyên và các đội lân cận đã điều động chính xe chữa cháy cùng hàng chục các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa theo ghi nhận xưởng chứa phải vụn nằm sát xưởng gỗ nhà dân trạm điện và công ty thời điểm xảy ra cháy có công nhân đang làm việc tại công ty sát bên nhiều người đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra xa đám cháy để tránh cháy lan Đến khoảng 16 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy bên trong nhà xưởng và kho chứa vải khoảng 450m2 và diện tích cháy bài phế liệu bên ngoài bãi đất trống khoảng 500m2. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Những ngày sau Tết khi được cho đi học trực tiếp trở lại, nhiều học sinh cấp 2 tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp đến trường. Tuy nhiên, để đến được ngôi trường, các em học sinh buộc phải cố qua con đập tràn bắt qua sông Cái rất nguy hiểm, gây thoát tim cho những ai nhìn thấy. Đó là cảnh diễn ra hàng ngày tại con đập tràn chắn ngang con sông Cái giữa hai xã Ninh Bình và Ninh Xuân của thị xã Ninh Hòa từ nhiều năm nay. Để đến được ngôi trường nằm bên xã Ninh Xuân, các em học sinh cấp 2 của xã Ninh Bình phải cố vượt qua sông bằng một lối đi ngay trên nóc của con đập. Do lối đi rất hẹp, rộng chưa đầy 1 mét nhưng dài đến hàng trăm mét, lại không có lan can các em học sinh đi xe đạp điện vẫn liều chạy vượt qua khiến ai nhìn cũng phải rùng mình được biết khi xây dựng con đập tràn địa phương nơi đây đã tận dụng con đập để hình thành một lối đi nối liền hai xã này ngay trên nóc của con đập do lối đi quá hẹp nên xe máy chỉ chạy được một chiều bên này chạy thì bên kia phải dừng chờ người dân nơi đây cho biết tại con đập này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn cả người và xe bị rơi xuống sông trong đó có vụ chết người xảy ra vào chập tối cách đây hơn một năm rất mong việc đi đến trường rất nguy hiểm của các em học sinh sớm được tỉnh Khánh Hòa quan tâm. Chuyên mục chuyện ngày mới. Quý thính giả thân mến, cứ vào dịp rằm tháng Giêng âm lịch, người bán kẻ mua lại tề tụ về chợ lá độc nhất vô nhị tại tỉnh Tây Ninh. Đã gọi là chợ thì phải có gì đó trao đổi, vì chợ lá bán hàng phải không thưa quý thính giả? Và thế là lá cây được dùng để thay thế cho tiền. Vâng thưa quý vị thính giả, dùng lá cây thay tiền là một nét đẹp độc đáo có một không hai tại ngôi chợ ở Tây Ninh này. Không dùng tiền mặt, chỉ có chiếc lá trao đi món hàng trao lại, tất cả cùng nhau cảm ơn, chúc nhau những lời tốt lành. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với Tây Ninh để ghé thăm ngôi chợ bằng cả tấm chân tình này nhé. Chợ lá là một phiên chợ rất đặc biệt, phiên chợ này chỉ họp một lần vào dịp rằm tháng Giêng khi mà hương xuân vẫn còn vương vấn và phiên chợ này có lẽ là duy nhất trong cả nước không dùng tiền mặt. Cái dùng để mua những món đồ dân giả đã được bán ở chợ đó chính là những chiếc lá cây. Xuất hiện từ khoảng 10 năm nay, vào cứ rằm tháng giêng âm lịch, mọi người lại bày những món có sẵn trong vườn nhà như mong muốn chia sẻ thức ăn, thức uống cho mọi người xung quanh. Khởi xướng cho cái chợ đặc biệt này là bác sĩ Thái, Ban đầu chỉ có ông chia sẻ những món đồ ăn có được của nhà mình để cảm ơn những người thân quen, bạn bè đã hỗ trợ công việc giúp người của mình trong một năm qua. Ban đầu chỉ có ông chia sẻ những món đồ ăn có được của nhà mình để cảm ơn những người thân quen, bạn bè đã hỗ trợ công việc giúp người của mình trong một năm. Dần dần có nhiều người cùng đem đồ ra đây cùng chia sẻ và trở thành phiên chợ độc đáo. Đã gọi là phiên chợ thì phải có gì đó để trao đổi, vì không lấy tiền nên lá được dùng thay thế cho tiền, mua những món hàng mình thích và thưởng thức tại chỗ hoặc đem về. Một người dân đi chợ lá vui vẻ nói. Đến đây thì mọi người có thể đem đồ đến đây bán, à, lấy lọc đầu năm và cầu chúc cho mọi người một năm mới ăn khan thịnh vượng. Còn người đến đây mua thì có thể à, thưởng thức những món ăn rất là ngon. Bà Duyên Hồng, người dân ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vui vẻ nói thêm. Và đến chợ lá này thì rõ ràng là ai cũng vui ai cũng rất là vui và nó có một cái gì đó người ta có thể buông bỏ hết những cái những cái cái cuộc sống bộn bề những cái chuyện tiền đông. À, cho nên là mọi người rất là là thích đến đây tạo cái không khí ấm cúng vui tươi thì đó là một cái điều hết sức là hay nó nó cho mình thấy được cái tinh thần cộng đồng của cái người Việt Nam mình. Chị Nguyễn Thị Hồng, người bán trong chợ lá vui vẻ cho biết. Chợ lá là cái hoạt động uh, truyền thống uh, thường niên của uh, Nam Tây Ninh. Thì uh, em được biết là hôm nay có cái uh, hội chợ cho nên là em tranh thủ sớm với mấy chị, với cô ra đây bán uh, chợ lá uh, lấy lọc cho mọi người đầu năm. Tháng Giêng, khi tiết trời vẫn còn đậm hương xuân, chợ lá lại rộng ràng đem đến niềm vui cho mọi người, mộc mạc và bình dị. Chợ lá mang cả hồn quê trong mình, tạo thành nét riêng rất riêng của người Tây Ninh hồn hậu chân chất. Chợ còn mang cả khát vọng, mong ước của một năm thuận hòa, đầy đủ và sung túc để cũng vào dịp năm sau, mọi người lại tề tụ về đây, trong tiếng cười nói rôm rã, cùng mua bán trao đổi bằng lá, bằng cả tấm chân tình của người dân quê để mãi giữ được nét đẹp đặc biệt của chợ lá hồn quê. Không cần biết mệnh giá, khách mua cứ mua, người bán cứ bán. Muốn mua thứ nào, khách chỉ việc đưa một chiếc lá cho người bán, thế là xong. Những người tham gia biến phiên chợ thành một buổi chợ để chia sẻ và cầu nguyện tài lộc đầu năm. Chính vì điều đó mà cho đến nay, chợ lá vẫn giữ nguyên nét mộc mạc và bình dị, tạo thành nét rất riêng của người dân Tây Ninh. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin gửi tặng quý thính giả một vài lời chúc valentine đến các cặp tình nhân đặc biệt là những cặp đôi yêu xa sau khoảng thời gian bị ngăn cách vì dịch bệnh hay bởi khoảng cách địa lý những lời chúc valentine ngọt ngào nhất dù không thể gặp nhau nhưng chúng ta vẫn có ngày valentine thật ấm áp và ý nghĩa cảm ơn vì trong những lúc khó khăn chúng ta vẫn còn có nhau chỉ cần ta dành cho nhau những tình cảm chân thành thì mọi khó khăn phía trước cũng chỉ là thử thách tin rằng chặng đường sắp tới tình yêu của chúng ta sẽ sớm có quả ngọt Hôm nay là Valentine, nhưng không phải là lễ tình nhân của anh và em. Ngày lễ tình nhân của chúng mình sẽ đến khi anh về thăm em. Mong rằng ngày mình cùng nhau nắm tay sánh bước bên nhau không còn xa. Dù không thể ở bên nhau vào ngày lễ tình nhân, nhưng chỉ cần nghĩ về nhau, chúng ta luôn là cặp đôi hạnh phúc nhất. Và kính thưa quý vị, đó chính là lời chúc của những người thực hiện chương trình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình 24 giờ chuyển động. Đến đây thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.